Mới đây tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức diễn đàn năng suất chất lượng ngành công thương năm 2020 với chủ đề Đột phá trong nâng cao năng suất chất lượng, sức bật cạnh tranh cho doanh nghiệp. Phát biểu tại diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Công Thương ông Cao Quốc Hưng đánh giá cao kết quả triển khai dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp trong giai đoạn vừa qua. Sau 8 năm thực hiện dự án, Bộ Công Thương đã triển khai xây dựng 468 mô hình điểm áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến, có 99,3% doanh nghiệp đánh giá hoạt động hỗ trợ của dự án đem lại hiệu quả, trong đó 85% doanh nghiệp cải thiện về tác phong, thái độ làm việc của cán bộ công nhân viên, gần 65% doanh nghiệp có năng suất lao động tăng lên, 55% doanh nghiệp giảm lãng phí nguyên vật liệu và 48% doanh nghiệp tăng nhanh thời gian giao hàng. Dự án cũng giúp các doanh nghiệp đáp ứng các yêu cầu khắt khe về hệ thống quản lý, chất lượng sản phẩm của nhà nhập khẩu, chuỗi cung ứng của các nhà gia công lắp ráp. Việt Nam đã và đang hội nhập ngày càng sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu. Để có thể cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu, các doanh nghiệp Việt Nam cần không ngừng đổi mới về công nghệ, thiết bị, áp dụng các hệ thống quản trị hiện đại, các công cụ cải tiến, mô hình kinh doanh tiên tiến để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, sức cạnh tranh của mỗi doanh nghiệp. Thay mặt lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đã trao bằng khen cho các đơn vị, cá nhân có nhiều thành tích trong việc triển khai dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa ngành công nghiệp do Bộ Công Thương chủ trì thực hiện giai đoạn 2012-2020.